Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Nội dung chương trình bao gồm các phần chính sau đây. 1. Khỏi hẳn bệnh xương khớp, tăng 20 năm tuổi thọ nhờ ngâm chân với thứ này mỗi tối. 2. Bốn thứ nước uống buổi tối, xi gan, hại thận, có ngày chết oan. Và 3. Người phụ nữ chết đột tử vì mắc sai lầm này khi uống nước. Sau đây, mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết. Khỏi hẳn bệnh xương khớp, tăng 20 năm tuổi thọ nhờ ngâm chân với thứ này mỗi tối. Cho tôi hỏi, quý khán giả đang theo dõi chương trình, có ai vẫn hàng ngày khổ sở vì bệnh xương khớp, đến nỗi ăn không ngon, ngủ không yên, sức khỏe suy giảm, tinh thần mệt mỏi hay không? Nếu có thì quý vị cũng không đơn độc đâu, vì hiện nay rất nhiều người cũng đang như vậy. Bệnh xương khớp gây ra bởi nhiều nguyên nhân như dinh dưỡng, vận động không hợp lý, phổ biến nhất là tuổi tác khiến lượng canxi tự nhiên suy giảm, từ đó dẫn đến đau mỏi và nhiều chứng bệnh xương khớp khác. Trong số những giải pháp để giảm đau xương khớp thì sử dụng thuốc là phổ biến nhất, nhưng không mang lại hiệu quả lâu dài và còn gây ra nhiều tác dụng phụ cho sức khỏe. Vì vậy, dân gian xưa đã áp dụng phương pháp ngâm chân giúp làm giảm đau xương khớp hiệu quả. Ngâm chân là một phương pháp giúp kích thích các huyệt ở lòng bàn chân, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu đã thông kinh mạch, giúp cơ thể thư giãn, giảm mệt mỏi. Ngâm chân bằng nước ấm thông thường đã mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Nếu quý vị biết để sử dụng các loại thảo mộc đun nước ngâm chân thì lợi ích lại càng gia tăng. Trong số đó, sử dụng lá lốt để đun nước ngâm chân là một trong những cách phổ biến nhất, thường được dân gian sử dụng từ xưa. Bởi lá lốt dễ kiếm, không chỉ sử dụng trong nấu ăn mà còn là một loại dược liệu tốt cho sức khỏe. Trong một chia sẻ mới đây mà chúng tôi nhận được, thì một khán giả thường xuyên của chương trình là anh Đỗ Nhật Quang, 38 tuổi ở Thái Bình cho biết, do lao động nặng và ăn uống không khoa học, nên anh sớm đã bị đau xương, đặc biệt là đau đầu gối. Nhờ áp dụng cách ngâm chân bằng lá lốt mỗi tuần vài lần, được người già trong làng mách cho, mà bệnh tình của anh đã thuyên giảm và dần ổn định rất nhiều. Không cần thường xuyên dùng thuốc tây, vừa tốn kém, vừa hại gan thận như trước nữa. Vậy cụ thể cách dùng lá lốt ngâm chân để giảm đau xương khớp như thế nào, lợi ích của chúng mang lại ra sao thì mời quý vị cùng tìm hiểu để biết ngay sau đây. Công dụng đầu tiên và cũng không thể phủ nhận của việc ngâm chân với lá lốt chính là trị đau xương khớp. Quý vị thân mến, bàn chân tuy nhỏ bé, nhưng là bộ phận vận động thường xuyên và chịu áp lực của toàn bộ cơ thể. Chính vì thế, việc giữ ấm và chăm sóc nơi có 60 huyệt đạo này rất quan trọng. Trong đó, ngâm chân với lá lốt là biện pháp chăm sóc sức khỏe dễ thực hiện, nhưng mà lại hiệu quả bất ngờ. Trong lá lốt chứa nhiều tinh dầu và alkaloid với thành phần chính là beta-caroethylene, chất có khả năng chống viêm, giảm xương đau hiệu quả. Đồng thời ngâm chân với lá lốt cùng một ít muối sẽ giúp các ion có trong muối hoạt động tích cực hơn, làm giảm tình trạng đau nhức do bệnh xương khớp gây ra. Khi ngâm chân kết hợp với xoa bóp lòng bàn chân sẽ giúp cơ thể tuần hoàn máu tốt hơn. Nếu đang khổ sở vì bệnh đau nhức xương khớp, quý vị hãy áp dụng ngay cách làm sau đây. Đảm bảo sau vài lần thực hiện thì bệnh tình đã có tiến triển vô cùng tích cực. Quý vị hãy chuẩn bị 20g lá lốt khô, một củ gừng khoảng 100g, một thìa muối, 2 lít nước. Mang rửa sạch lá lốt và gừng tươi, sau đó giã nát gừng. Tiếp theo đun sôi khoảng 2 lít nước. Nước sôi thì cho lá lốt và gừng đã giã nát vào. Đun sôi thêm 5 phút rồi tắt bếp để cho các tinh dầu ở gừng và lá ra hết. Sau đó đổ nước ra chậu và cho thêm muối hạt vào. Quý vị cần chờ cho nước nguội bớt hoặc có thể pha thêm nước lạnh đến độ nóng vừa đủ. Tùy cảm giác mỗi người thì có thể ngâm chân trong vòng 20 phút, sau đó lau khô chân và đi ngủ.
Sự kết hợp giữa lá lốt với muối và gừng là phương pháp hiệu quả giúp cải thiện tình trạng đổ mồ hôi chân, giảm đau nhức xương khớp. Các khớp bị tê cứng, khó vận động và hỗ trợ đem lại cảm giác thư giãn thoải mái, ngủ ngon. Bên cạnh đó, nó còn ngăn sự oxy hóa ở bên trong, giúp làm chậm lại quá trình hư tổn các khớp sụn. Kết hợp với muối hạt làm nâng cao hơn hiệu quả của lá lốt. Vì thế, quý vị tuyệt đối đừng bỏ qua bài thuốc dân giả rẻ tiền nhưng vô cùng hiệu quả này. Công dụng số 2, hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch, tiểu đường, cao huyết áp. Khi ngâm chân bằng lá lốt, các độc tố trong cơ thể sẽ được loại bỏ, từ đó giúp bạn đỡ đau nhức hơn. Các hoạt chất trong lá lốt sẽ được cơ thể hấp thụ, làm cho mạch máu được lưu thông. Vì vậy, đối với người có tiền sử bệnh tiểu đường, tim mạch, thấp khớp, có thể giảm đau đớn và tình trạng bệnh cải thiện hơn nếu thường xuyên áp dụng phương pháp này. Công dụng số 3, hỗ trợ điều trị mất ngủ, khó ngủ, ngủ không ngon hay mất ngủ là tình trạng hiện nay rất nhiều người mắc phải, khiến sức khỏe suy yếu, tinh thần mệt mỏi. Nếu quý vị cũng đang gặp phải tình trạng tương tự thì hãy áp dụng ngay cách ngâm chân với lá lốt kể trên, sẽ thấy hiệu quả thần kỳ. Các chuyên gia đông y cho biết, ngâm chân bằng lá lốt có thể đẩy nhanh quá trình lưu thông khí huyết, đả thông kinh mạch, giúp điều hòa âm dương, trừ lạnh trong cơ thể. Ngoài ra, việc ngâm chân bằng lá lốt còn giúp tinh thần thư giãn, dễ đi vào giấc ngủ, ngủ ngon và đủ giấc sẽ giúp tinh thần sảng khoái, cơ thể khỏe mạnh, từ đó bệnh tật cũng được đẩy lùi. Công dụng số 4, hỗ trợ điều trị bệnh nấm, chân phù nề. Lá lốt có tác dụng sát trùng, tiêu viêm. Vì thế, nếu ngâm chân bằng nước lá lốt, có thể ức chế sự phát triển và sinh sản của vi khuẩn trên bàn chân. Nhờ đó, ngăn ngừa bệnh nấm da, chân giảm phù nề. Ngoài ra, nấu nước lá lốt cùng một ít muối trắng để làm nước ngâm chân trước khi đi ngủ sẽ giúp giảm chứng ra mồ hôi chân. Lượng mồ hôi tiết ra sẽ ít hơn đáng kể. Những ai thường xuyên phải đi giày cả ngày hoặc đứng lâu liên tục do đặc thù công việc thì càng không nên bỏ qua phương pháp này. Hiệu quả nó mang lại sẽ khắc phục những vấn đề mà quý vị đang gặp phải. Công dụng số 5, giúp khí huyết lưu thông, điều trị phong tê thấp. Phong tê thấp là một trong những căn bệnh xuất hiện ở nhiều người với biểu hiện mồ hôi ra liên tục, thậm chí chảy thành giọt. Áp dụng phương pháp ngâm chân bằng lá lốt sẽ giúp cải thiện tình trạng bệnh phong tê thấp hiệu quả. Ngoài ra, ngâm chân bằng nước lá lốt kết hợp với massage sẽ giúp đôi chân ấm lên, từ đó làm giãn nở các mạch máu, giúp tăng khả năng lưu thông tuần hoàn máu. Trong quá trình ngâm, chỉ với nắm lá lốt không đáng tiền cùng cách làm đơn giản không kém, quý vị đã có được một bài thuốc quý mà có tiền chưa chắc đã mua được. Đừng quên áp dụng ngay hôm nay để không bỏ lỡ những công dụng thần kỳ của nó mang lại. Xin chuyển sang nội dung tiếp theo. Bốn thứ nước uống buổi tối, suy gan, hại thận, có ngày chết oan. Thưa quý vị, ăn gì uống gì buổi tối để ngủ ngon, giữ cơ thể khỏe mạnh là chủ đề luôn được quan tâm. Có lẽ nhiều người sẽ nghĩ cứ ăn những thực phẩm bổ dưỡng thì không hại vào đâu được. Thế nhưng câu trả lời thật sự sẽ khiến nhiều người phải suy nghĩ. Bởi những loại đồ uống tuy bổ dưỡng thật đấy, nhưng nếu uống không đúng thời điểm, đặc biệt uống buổi tối thì lại hóa hại thân, rước bệnh suy gan, hại thận, lúc nào chẳng hay. Vậy cụ thể những loại nước nào không được uống vào buổi tối, tác hại của chúng là gì? Mời quý vị cùng tìm hiểu để còn biết mà tránh xa. Loại nước số 1, nước dừa. Từ trước đến nay, nước dừa luôn nổi tiếng vì vị ngon và sự bổ dưỡng. Chưa ai nói nước dừa hại sức khỏe cả. Tuy nhiên nó chỉ thực sự bổ dưỡng khi quý vị uống vào ban ngày, chứ nếu uống buổi tối thì hoàn toàn ngược lại. Nước dừa có thành phần khoáng cao, nên uống một trái dừa tương đương với việc uống 1 đến 1,5 cốc nước. Chính vì vậy, việc uống nước dừa vào buổi tối sẽ dẫn đến lượng nước thừa và khoáng thừa phải thải qua đường tiểu, nên khiến phải đi tiểu nhiều vào ban đêm, làm thận quá tải, ảnh hưởng chức năng thận. Uống nước dừa vào buổi tối còn dễ khiến cơ thể bị lạnh bụng, khó ngủ hoặc tiêu chảy. Vì vậy,
Quý vị chỉ nên uống nước dừa vào buổi sáng hoặc buổi trưa để có thể phát huy được những tác dụng của dừa mang lại cho sức khỏe. Loại nước số 2, nước cam. Lại thêm một loại nước bổ dưỡng nhưng tuyệt đối quý vị không được uống vào buổi tối, đó chính là nước cam. Nước cam có tính lợi tiểu nên nếu uống vào buổi tối, nó có thể phá vỡ giấc ngủ của chúng ta bởi những lần đi tiểu đêm. Ngoài ra, buổi tối là lúc cơ thể nghỉ ngơi và không tiêu tốn năng lượng, nên uống nước cam có thể gây dư thừa năng lượng, tích tụ khoáng chất, sẽ làm quý vị tăng cân nhanh chóng. Nguy hiểm hơn, uống nước cam vào buổi tối sẽ dễ gây kết tủa canxi, bởi cam vốn là loại quả chứa vitamin C nhiều, mà loại chất dinh dưỡng này có khả năng hấp thụ canxi tốt hơn nhiều. Do đó, lặp lại thói quen này hàng ngày sẽ khiến động canxi thận và dễ gây ra sỏi thận. Loại nước số 3, nước ngọt có ga. Nước ngọt có ga là một loại đồ uống được nhiều người yêu thích. Tuy nhiên, nếu uống quá nhiều nước ngọt có ga vào buổi tối sẽ làm tổn thương dạ dày. Khi nước ngọt có ga được đưa vào dạ dày sẽ tạo ra áp lực bên trong dạ dày, khiến đầy hơi, chướng bụng, đồng thời có thể làm tăng huyết áp. Không chỉ vậy, thường xuyên uống nước ngọt có ga vào ban đêm sẽ làm tăng nguy cơ béo phì, vì thành phần trong nước ngọt có ga thường chứa nhiều đường và các hóa chất tạo mùi, vị không tốt cho sức khỏe, khiến mỡ thừa nhanh chóng tích tụ, gây ảnh hưởng đến cân nặng và nguyên nhân xuất phát của nhiều chứng bệnh nguy hiểm như tim mạch, tiểu đường. Vì vậy, quý vị hãy tránh xa càng tốt. Loại nước số 4, nước tăng lực. Biết rằng sau một ngày làm việc thì cơ thể rất mệt mỏi, nhưng quý vị không nên vì thế mà sử dụng nước tăng lực. Phần đa các loại nước tăng lực đều có chứa một lượng caffeine cùng các chất kích thích khác, khiến cơ thể chúng ta cảm thấy cực kỳ hưng phấn. Tuy nhiên, nếu uống sau khi ăn tối và trước khi đi ngủ sẽ khiến quý vị phải trằn trọc cả đêm và mất ngủ, là hậu quả dễ thấy. Chính vì vậy, nên tránh xa việc uống nước tăng lực vào buổi tối để bảo vệ sức khỏe của mình. Đồ ăn, đồ uống, dù bổ dưỡng hay ngon miệng đến đâu mà dùng sai cách thì đều hóa thuốc độc, hại thân. Vì vậy, quý vị cần hết sức lưu ý nếu muốn cơ thể luôn khỏe mạnh. Mời quý vị đến với nội dung cuối cùng. Người phụ nữ chết đột tử vì mắc sai lầm này khi uống nước. Uống nước là nhu cầu thiết yếu của mỗi người để duy trì hoạt động sống bình thường của cơ thể. Nếu thiếu nước, cơ thể sẽ dễ phát sinh nhiều bệnh tật và ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe. Tuy nhiên, nếu uống nước một cách sai lầm thì quý vị có thể mất mạng bất cứ lúc nào. Có khi nào quý vị đi ngoài nắng về cảm thấy vô cùng khát, nên uống lấy uống để, không cần biết là mình uống bao nhiêu nước hay không? Nếu có, thì quý vị cần dừng ngay thói quen tai hại này nếu không muốn có ngày mất mạng. Mới đây, một người phụ nữ 35 tuổi sống tại Trung Quốc đã tử vong do bị ngộ độc nước khi đi dã ngoại. Được biết, khi đi dã ngoại về, cô có cảm giác lâng lâng và đau đầu, cho rằng đó là triệu chứng của mất nước nên cô đã uống nước. Tuy nhiên, uống bao nhiêu nước cũng không làm cô thấy đỡ khát. Chính vì thế, cô đã uống gần 2 lít nước chỉ trong vòng 20 phút. Lượng nước này bằng với lượng nước được khuyến cáo uống trong một ngày đối với người bình thường. Cô đã ngã quỵ ngay khi về uống nước xong ít phút và được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Tại bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán cô bị nhiễm độc nước, hạ natri máu do uống quá nhiều nước và đã tử vong. Nghe thì có vẻ một triệu chứng lạ, nhưng ngộ độc nước có thể xảy ra với bất cứ ai. Ngộ độc nước xảy ra khi con người uống quá nhiều nước trong một thời gian ngắn, hoặc khi thận giữ lại quá nhiều nước do các vấn đề sức khỏe tiềm ẩn. Theo các bác sĩ, tình trạng thừa nước có thể làm suy yếu chức năng não bộ do tăng lượng nước trong máu và khiến nồng độ natri giảm xuống mức nguy hiểm. Hạ natri máu trong những trường hợp nghiêm trọng khiến cho chất lỏng bên ngoài xâm nhập vào cơ thể trong tế bào và gây sưng tấy. Đặc biệt, nếu đó là tế bào não, tình trạng này sẽ gây tử vong. Ngộ độc nước dễ xảy ra với những người sống ở vùng khí hậu nóng bức hoặc đang tham gia các sự kiện thể thao. Nếu uống quá nhiều nước trong một thời gian ngắn, có thể bị ngộ độc nước.
Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh nhân có thể có rối loạn chức năng thần kinh trung ương, co giật tổn thương não, hôn mê và có thể dẫn tới tử vong. Chính vì thế, để phòng tránh ngộ độc nước, mọi người không nên uống quá 13 cốc nước mỗi ngày, đồng thời chỉ nên uống dưới 1 lít nước một giờ, nếu tập thể dục hoặc hoạt động dưới trời nắng. Quý vị có thể uống từ 0,4 đến 0,6 lít nước trước đó 2 giờ để ngăn ngừa mất nước hoặc thừa nước sau đó. Đồ uống thể thao cũng giúp bổ sung lượng đường, natri và kali bị mất qua mồ hôi. Trên đây là những lưu ý khi uống nước để phòng tránh ngộ độc nước mà quý vị cần tuân thủ để tránh mắc mạng oan do uống quá nhiều nước. Với những thông tin trên, hy vọng quý vị có thêm kiến thức bổ ích để chăm sóc sức khỏe bản thân và gia đình. Chương trình đến đây là hết. Mọi ý kiến, đóng góp hay thắc mắc xin để phần bình luận dưới video. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.